Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Cơm. Đó là Cơm đây. Không biết gọi thế nào, chứ ngày hôm nay tôi rất là vui khi lại được ngồi đây và cùng trò chuyện với mọi người. Và tài trợ chương trình ngày hôm nay là một em sữa chuối Hàn Quốc. Đây là một cái sản phẩm mà tớ đã từng uống rồi và thấy không thích lắm. Tuy nhiên thì hôm qua tớ đi Vinmart ấy, tớ không tìm một cái sản phẩm nào bắt mắt hơn em này. Cuối cùng là vẫn mua em này để uống thử lại một lần nữa. Và năng lượng rồi, cứ bắt đầu thôi. Cơm biết rằng thời điểm này có rất là nhiều bạn đang ở nhà và ngoài việc nấu nướng này, rồi ăn ngủ nghỉ ra thì các bạn còn dọn dẹp nhà cửa và cơm cũng không ngoại lệ. Hôm trước thì cơm có dọn dẹp qua cái đống đồ skincare chỗ kia và thấy là có khá là nhiều những cái sản phẩm mà cơm đã mua về để làm review nhưng mà chưa có thời gian là review được. Và ngày hôm nay thì cơm sẽ review sương sương ba cái em sản phẩm nhà Oshi. Đây là một cái thương hiệu mà rất nhiều bạn nam biết đến bởi vì nó bày bán rất là nhiều các siêu thị luôn. Tuy nhiên thì cơm thế là trên YouTube thì cũng ít các bạn review những sản phẩm này. Cơm cũng nghĩ là các bạn nam cũng sẽ gặp khó khăn trong việc kiểu chọn mua những cái sản phẩm dưỡng da ấy. Nên là cơm đã kiểu dành cho video này và dành riêng cho các bạn ấy. Tuy nhiên thì những bạn nữ thì có thể xem hết cái video này cùng với cơm nhá, bởi vì là biết đâu các bạn lại lựa chọn những cái sản phẩm dưỡng da phù hợp với em trai mưa bồ bịch rồi người yêu các thứ thì sao, đúng không? Là đầu tiên trên tay cơm đó là em Oshi Perfect Clear Pass. Đây là một cái sản phẩm mà khi mà cơm nhìn ra một cái là cơm nhớ về tuổi thơ ấy. Đây không phải đầu tiên cơm mua sản phẩm này mà cơm đã từng giấu cha giấu mẹ mua cái sản phẩm này từ cái hồi mà cơm đang còn học cấp 2, cấp 3 gì đó, kiểu như là ra hiệu thuốc để mua những cái sản phẩm trị mụn ấy. Hồi đấy kiểu cơm mới lớn ấy nên đã biết quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình rồi. Wow. Cái sản phẩm này có bảng thành phần có chứa salicylic acid, có tác dụng là là lấy đi các tế bào chết, những nốt sần mụn và khuẩn mụn, mang lại da sạch thoáng hết mụn. Sản phẩm này cơm nhớ là cái hồi đấy mùi nó thấy ghê luôn ấy. Và đợt này thì cái mùi đấy nó vẫn thấy ghê như vậy, nồng nặc mùi cồn luôn. Trong một cái hộp như này thì có 55 miếng tất cả. Và một cái miếng pad thì nó trông như một cái miếng bông tẩy trang được thấm đẫm dung dịch như thế này. Cái chất liệu của cái miếng pad này nó khá là thô ráp, nên với những cái bạn nào ấy mà đang bị mụn nhiều ấy, thì không nên miết cái sản phẩm này lên mặt nhá, mà chỉ nên thấm và lau nhẹ nhàng mà thôi. Cái sản phẩm này thì không được nhà sản xuất khuyến cáo là nên rửa lại bằng nước sau khi sử dụng. Tuy nhiên theo cơm thì sau khoảng 5 đến 10 phút sau khi dùng sản phẩm này thì các bạn nên rửa lại bằng nước nhá. Ngoài ra thì sản phẩm này thì nhà sản xuất nói là có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên theo cơm thì cái sản phẩm này cũng chỉ nên sử dụng từ 2 đến 3 lần hoặc cùng lắm 4 lần một tuần thôi. Và đặc biệt là phải sau khi rửa mặt sạch nhá. Cái sản phẩm thứ hai mà cơm muốn review trong video ngày hôm nay đó là em Oshi Up Clear Gel. Đây là một cái dạng gel trị mụn ấy. Sản phẩm ấy thì được nhà sản xuất giới thiệu là có chứa tới 2% acid salicylic và vitamin B3, là giải pháp hiệu quả làm mềm lớp sừng kháng khuẩn mụn và vết thâm. Cái công dụng của acid salicylic ấy thì cơm nói ở phía trên rồi. Còn đối với vitamin B3 hay có biết đến với tên gọi là niacinamide ấy, thì nó có tác dụng trong việc ức chế quá trình sản sinh melanin, từ đó giúp da bạn sáng và đẹp màu hơn. Sản phẩm này thì ở dạng gel, kiểu sò thì hơi dính một chút xíu. Đây tôi sẽ test ra tay cho các bạn xem một chút. Nó kiểu dạng này này, gel trong ấy khá là kiểu mỏng, hơi dính dính. Và khi mà tán ra tay ấy, thì, làm tán ra mặt, tán ra một cái vùng da nhất định thì nó sẽ kiểu làm mềm cái vùng da đó. Khoảng vài phút sau thì sản phẩm sẽ hơi khô lại và tạo một cái lớp màng bảo vệ trên cái vùng da đó. Sản phẩm này thì cũng được nhà sản xuất khuyến cáo là chỉ nên dùng cho vùng da bị mụn thôi, nên là các bạn nhớ lưu ý khi dùng sản phẩm nha. Cái sản phẩm thứ ba mà cơm review trong video ngày hôm nay đó là em Oshi Clear Dark Spot. Ở đây là một cái sản phẩm có thể là nhìn xịn sò nhất trong cả ba sản phẩm ngày hôm nay mà cơm review luôn. Thì công dụng chính của sản phẩm này thì là một loại kem dưỡng giúp mờ thâm sạm. Trong mặt thành phần thì cơm thấy là sản phẩm thì có chứa rất là nhiều những cái hoạt chất dưỡng ẩm, ví dụ như là glycerin này, hyaluronic acid này, rồi tocopherin acetate này. Ngoài ra thì sản phẩm này ấy, nó cũng có chứa những cái hoạt chất nó giúp chống oxy hóa và làm mờ vết thâm, ví dụ như niacinamide hay ascorbic glucosid. Nên cơm sẽ để trên màn hình những cái chất đấy để các bạn cùng theo dõi nhé, bởi vì cơm không chắc là cơm đọc bạn hiểu. Đây là một cái sản phẩm mà cơm phải nói qua cái thứ một chút thì trông nó khá là xịn sò, kiểu nó có một cái đầu nắp dạng tong như này giúp cho các bạn rất là dễ dàng trong việc lấy sản phẩm ra. Cái texture của sản phẩm này thì nó có một cái màu trắng, kem dạng kem màu trắng như thế này này, và cái mùi hương ấy thì khá là dễ chịu, không hề kiểu nam tính khó chịu như là mấy cái sản phẩm kia đâu, mà cái mùi hương này nó kiểu cảm giác kiểu mỹ phẩm hơn ấy.
và cái mùi hương này khá là dễ chịu, không hề bị kiểu nam tính thái quá đâu. Sản phẩm thấm nước khá là nhanh trên da và cấp ẩm khá là vừa phải, phù hợp với những cái bạn da dầu mụn. Đối với sản phẩm này thì nhà sản xuất cũng khuyến cáo là chỉ nên dùng cho những cái vùng da bị thâm mụn, bởi vì cái dung tích của những cái sản phẩm này nó khá là nhỏ, khoảng 30 gram thôi. Tuy nhiên thì đối với cơm ấy, thì với những cái bạn nào có điều kiện một chút thì có thể sử dụng sản phẩm này thay thế những loại kem dưỡng ẩm hàng ngày đều được nhá. Vậy là tôi đã review sương sương xong 3 sản phẩm nhà Oxy rồi. Tôi nghĩ rằng những cái sản phẩm này khá tốt cho những bạn da từ hỗn hợp thiên dầu đến dầu mụn. Tuy nhiên với những bạn da nhạy cảm thì nên lưu ý một chút xíu, và những cái sản phẩm này ấy, thì đều chứa những cái thành phần dễ gây kích ứng cho da, ví dụ như là cồn này, chất tạo mùi hay là salicylic acid. Tôi mong rằng những cái chia sẻ của cơm sẽ giúp cho các bạn có nhiều thông tin hơn về sản phẩm và lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Còn bây giờ thì bye bye và thật đặc biệt, cơm sẽ uống hết. Em rất chuối này và ngồi edit video các bạn đây. Bye bye. Đừng quên like và subscribe cho Hello Cơm đấy.